Chuồng nhìn cũng biết mới làm đúng không anh em? Làm mới đây mà mua cái tiếng với mua loa bên anh Thuận á. Ở trên mình cũng đi tìm hiểu này kia, mình lên Google, YouTube rồi mình gõ vô tiếng dơi này kia rồi. Rồi cái gặp được anh Thuận. Anh tư vấn nhiệt tình lắm, anh chỉ cái này cái kia rồi. Anh cung cấp cho cái loa với tiếng. Đó, mọi người nghe tết 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 không? Là mình đang bắt tiếng dơi cho anh á. Đang gọi nó về, nó mới nhanh vậy chứ làm mà để không nó biết nào. Đấy, mừng lắm mọi người, mới đây mà đấy, chơi về. Bữa nay bão hay gì đâu mà giờ mà vậy, tới thui. Đó, mọi người thấy không, giờ mình về đó. Rồi, xong mà găm luôn rồi. Đó, mọi người thấy không đó, giờ mình đang về. Mới làm mà nó về số lượng này vậy là mừng lắm rồi mọi người. Mấy tiếng dời ở bên anh Thuận với lò đồ của anh độ ngặt lắm, xài rất hiệu quả, không có nhiều tiền nha. Đây mình đang bắt tiếng dời, đây là cái remote nè, remote của mình. À, nó quay cái remote nè, sao tôi thui đó. Trong nhà mình điều khiển bắt đứng qua lại lớn nhỏ lặp lại rồi đủ thứ. Đến hồi mình sáng sáng khi mình leo mình lấy cái lò xuống cho mọi người coi nha. Đây đây là cái lò này, lò cho anh Thuận này, rất là gọn nhẹ, pin hát một ngày luôn chắc được 8-9 tiếng đồng hồ chứ không ít. Đây mình xài nè, mình ở trong nhà mình điều khiển cái đầu nhất thiết ấy đâu nè, đang hát này không nè. Em bấm đứng lại nè, bỏ quên bật công tắc nè, rồi im phát đấy. Nó nhiều tiếng lắm nha anh em, mà tại em xóa bớt, em chừa một tiếng một, là tại vì em gắn chung với cái thẻ nhớ mà em đi bẫy chim á, cu vằn cu lép đồ, hôm bữa sợ quên nhấn nút lặp lại nè, lúc này là lúc lặp lại, quên nhấn nữa đi em hén nó cu chim gì nó kêu hén banh cái chuồng dơi luôn. Cho nên em sợ vậy, em giờ em còn có 1 tiếng nè, em để nè. Chừng nào tiếng này không hiệu quả nữa mới lấy tiếng khác. Đấy. Vậy đấy. Này lớn nhỏ nè. Nè, nhỏ xíu luôn. Nè, lớn lên nè. Nè, thấy không? Em bấm cái thấy không? Nè. Nè, nè. Âm lượng đó. Thấy không? Được rồi mọi người, mưa lâm râm luôn rồi. Nè. Sáng sớm mưa rồi. Tranh thủ vô hốt vào cái phần để giả. Thôi vậy nghe mọi người, để mình lại đây em quay cái phần của em của dời cái cho mọi người coi sáng đây nè, cũng vô cũng được. Ôi, có con dơi quả thì nó bự trời. Ô, con dơi này phải đuổi nó đi rồi, nó đậu vô luôn rồi, con quỷ đó. Phần của em mọi người, hôm mới nãy giờ hôm giờ nó ỉa được trên đây nè, ngày cá ký á, đây tới trưa em đang hốt đêm phơi là cá ký á đó. Đó, thấy chưa mọi người, rất là tốt. Phân mình làm chuồng mình ở nhà dày ra bón cây luôn, đỡ tốn tiền. Thôi chào cả nhà nha, thôi lời nói sau cùng cũng cảm ơn anh Thuận nhiều nha anh Thuận.